Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Lê Nhật Tân, mình là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm thị trắng trắng. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại khu nuôi sâu bé của phòng nuôi Nam Rum. Thì mời mọi người cùng theo chân mình để xem vườn tai đang có. Còn vào đây là vườn tai, thì vườn đang đánh hai loại phóng, có cốc tiêu bé, đó là phóng Min 200 và phóng Alkali. Vâng, ao nuôi của chúng ta đã được 22 ngày tuổi. Ngày hôm 26 tháng 6 âm lịch. Phong lắm. Nên cơm rất là đẹp. Cơm gì vậy rồi? Nhé chị, nước chị còn như này mà nó vô vô á.